Vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn Chiều hôm nay, bên em lại tiếp tục về thêm được một ít Đó là những bộ dây AV, dây ba lăng, dây ba lăng cái trong mông sen Cũng như là một ít dòng dây loa loại đồng, loại đồng mã bạc Dây của Pháp, dây của Anh để phục vụ tất cả các bác nhé Giờ thì uh, trước khi đi vào video chi tiết, những bác nào chưa đăng ký kênh Nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm này luôn Thứ nhất thì em về được uh, dòng dây Riu bơ của Pháp nha bác Riu bơ lần này thì em về được uh, nguyên cuộn luôn Hàng chính hạng nguyên cuộn nha Đây Riu bơ này Nó có mã vặt ở đây Cũng như là trong web của họ Phở Răng, tức là của Pháp nha bác nó em về được có uh, nguyên cuộn Dòng này thì em về khá là nhiều để phục vụ tất cả bác Tại vì dòng dây này nó cho một uh, chất âm cực kỳ là hay Đây là một dòng dây loại đồng nhé Loại đồng 3.0 Đồng rất là tinh khiết Rất là trong Nó vàng ống như thế này Và đây là một dòng dây thiết kế chống nhiệu một chiều Dây uh, có màu uh, nâu đen nhé Zew Mã của dòng này là TDC300F Và em sẽ quay cái loại của nó này 3.0mm Tức là mỗi loại là 3 ly nhé Dây rất là mềm Cầm dây rất là sướng nhé Đó Những lần trước thì em về được dây bại Còn lần này em về được dây mới luôn Đây một cuộn này nữa Đó rất là đẹp Đồng của nó thì thiết kế là vừa loại đồng tơ, mềm mịn và có một bó đồng trục ở trong Thì nó sẽ cho một uh, chất âm là đều ba dạng Cải thiện tốt nhất giải bát và trung âm Dòng này bát lên cực kỳ sâu, rất là ấm và rất là mềm nhé Đây, dây rất là đẹp Loại này thì uh, bên em đang phân phối sẽ là 150.000 một mét nhé 150.000 một mét Giá cực kỳ rẻ nhé các bác Giá cực kỳ rẻ Các bác nào có nhu cầu Thì liên hệ cho em nhé Rồi tiếp theo Em cũng về được uh, khá là nhiều Những con lọc uh, của hãng nơ Dòng lọc uh, tải là 12A Tương đương với 2500W Con này thì em nhớ, test thử rồi Độ lọc của nó cực kỳ là sạch nhé Hàng này là hàng uh, tồn kho Hàng mới cho sử dụng nhé bác Lọc của Thụy Sĩ Giá là 320 một con Bác nào lấy hai con thì uh, 300 một con nhá Em bao ship Rồi tiếp theo Đi qua những bộ dạy AV của hãng Z của Nhật Em về được chắc cũng tầm khoảng là 50 đôi nhá 50 đôi Tại vì dòng này bên em có bộ xị rất là nhiều Nên uh, lần này em về khá là nhiều Những bác nào uh, Lấy xị thì có thể inbox nhá Loại này giá lần này em về Thì 250 một cặp nha bác 250.000 đồng một cặp dây AV và đây là dây ba lăng được cái này rất là nhiều cũng là hai trăm rưỡi một cặp và bên này là dây canon cái ra bông sen dòng dây bại của nhật dây này uh, cũng là hai trăm rưỡi đặc trưng của dòng dây can z thì nó cho một uh, chất ấm rất là ấm này rất là mềm bạt rất là sâu chép và trung cao cũng rất là tơi rất là nhuyễn nhé đó, đầu rắc cực kỳ là đẹp nha các bác Đây, đó Mỗi thứ em về được à, chắc cũng tầm khoảng 50 cặp đấy Rồi, tiếp theo Đi qua những bộ dây ba lăng đực cái của hãng Quét Đây là một dòng dây bên em bán cực kỳ nhiều Cho tất cả bác rồi Dòng này nghe nhạc vàng nhạc bolero Thì uh, tiếng rất là sáng nha Các bác cắm những con rề, những con bao Aquafay, các dòng lúc man Tiếng cực kỳ uh, sáng và chi tiết thích hợp cho những bác nào muốn cải thiện uh, chép và trung cao tiếng nó còn tối này bí tiếng này chép chưa lên được thì các bác lựa chọn dòng dây này dây mạ bạc rất là đẹp các bác có thể xem được đầu rắc được mở carbon những loại đầu rắc như thế này thì các bác xài thiên thu luôn và cục chống nhiễu này đó loại này thì bên em đang phân phối sẽ là 900 ngàn một cặp nhé 900 ngàn một cặp bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé hôm qua thì em về được uh, Khá là nhiều Em bán gần hết rồi Đây thì chắc cũng tầm khoảng là 10 đôi nữa thôi nha các bác Rồi Đi qua một số dòng dây loa cắt mét Của hạng x của Đức Chiều nay em về được tầm khoảng là 70 mét nha Đây là một dòng dây loại đồng mạ bạc Tiếng rất là tơi Rất là sáng Chép trung cao rất là hay nhá Đây Xaxi SP3V speaker và dòng dây này đạt đến độ 2 n đây chữ của nó này 2 n này đó trong này nó sẽ có một lớp rác bạn để nó chống nhiều ở trong này nữa và loại này giá bên em phân phối sẽ là 145.000 một mét nhé 145 một mét và loại này dây bại của anh thương hiệu là Pro AC. Đây là một dòng dây lõi đồng. Các bác có thể xem được những sợi đồng tơ mềm mịn và được bện xoắn với nhau. Dây này thì cầm rất là sướng, dây rất là mềm. Ở bên trong thì nó thiết kế là những sợi vải. Loại loại này loại là 400 0 nhá, 4.0. Thích hợp cho những bác nào muốn cải thiện bát này, dàn bác nào dư chép mà bát đang còn yếu này Chưa sâu, chưa ấm Thì các bác lựa chọn dòng dây này Nhất là những bác đi dàn sân khấu này Đắn những con xúc uh, uh, 4 tắc, 5 tắc Mà cần uh, những dòng dây loại lớn Thì các bác tham khảo dây này Tại vì em bán rất là nhiều cho tất cả bác đánh xúc rồi Tiếng cực kỳ hay Và rất là mạnh mẽ nhá, Loại này uh, giá là 191 mét nha bác Dây rất là mềm rồi tiếp theo Đi qua những bộ dây uh, AV của hãng Audio Meca Thì... Uh, qua wow, em cũng về được khá là nhiều dòng dây này thì em cũng bán được một ít rồi nay còn một số bộ nữa thôi Audio Meca là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp dòng dây loại đồng mạ bạc hàng này là hàng phun bóc nha bác hàng phun bóc sử dụng đầu rắc là đầu rắc khóa Z loại này thì em giới thiệu rất là nhiều những cái clip rồi đặc trưng của dòng dây Audio Meca này thì nó chống nhiều tốt này cho một à, chất âm sật tiếng chi tiết và rất là trong trẻo, thích hợp cho những các bác à, nghe nhạc vàng, nhạc bolero, cần à, tiếng trong thì lựa chọn dòng dây này cực kỳ là chất lượng nhá. Audio Meca dây có chiều dài là một mét, có túi có hộp nhá. và loại này bên em cũng đang phân phối là 1 triệu 200 trăm ngàn một cặp. nó bác nào có nhu cầu thì à, alo cho em giờ thì à, hàng về rất là nhiều thì em chỉ có làm à, một số sản phẩm này thôi ngày mai em sẽ giới thiệu à, những sản phẩm à, khác nhé giờ thì à, em cũng xin kết thúc video ở đây chào các bác hẹn các bác ở các video tiếp theo xin chào